Chào các bạn, trong bài học ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái khái niệm và một là cái sức mạnh của Revit mà chúng ta khao khát phải sở hữu được, đó là sức mạnh Design Option. Nội dung bài học sẽ xoay quanh việc giới thiệu về Design Option trong Revit và các sức mạnh của Design Option cung cấp cho các kiến trúc sư, các nhà thiết kế. Ok, thì đây là cái file dự án chúng ta sẽ làm. Cái này sẽ là file sản phẩm của bạn trong khóa học này. Thì bạn sẽ thấy đó là Design Option là gì. Đầu tiên mình sẽ nói một chút về cái việc công việc thiết kế của chúng ta. Đó là các kiến trúc sư ấy, hay là các nhà thiết kế cơ điện hay cơ kết cấu đều vậy. Thì chúng ta luôn luôn phải làm việc trong với một cái môi trường mà có nhiều phương án, đúng không ạ? Để tạo ra được một thiết kế tốt thì các bạn phải tạo ra được nhiều phương án. Và bản thân các phương án đấy phải được so sánh với nhau. Quan trọng như vậy. Chúng ta phải tạo ra được nhiều phương án này. Và chúng ta phải so sánh các phương án với nhau để tìm ra được cái phương án nào tốt hơn, đúng không ạ? Và ở trong các cái phương pháp làm việc cũ, ví dụ như với các phần mềm cũ, các phần mềm như là CAD, MAX, CAD, SketchUp, đúng không? Thì với mỗi phương án thì các bạn sẽ phải làm việc trên một file, đúng không ạ? Thường là như thế. Ví dụ các bạn mà là có một phương án bằng MAX thì các bạn xây dựng một file, phương án thứ hai các bạn dựng một file, đúng không? Và khi chúng ta làm việc theo kiểu đấy thì sẽ có rất nhiều vấn đề. Vấn đề thứ nhất đó là do nó không nằm trên cùng một file nên là chúng ta không thể tận dụng được các cái tài nguyên của nhau, đúng không ạ? Nếu các bạn tưởng tượng nếu hai cái phương án đấy nó có sử dụng những cái tài nguyên của nhau được, ví dụ nó có thể ví dụ như nội thất chẳng hạn, thì phương án này nó có thể cũng dùng bộ bàn ghế này, phương án này nó cũng dùng bộ bàn ghế này, phương án này nó cũng thiết lập vật liệu như này, ánh sáng như này, ABC thứ như thế này. Nói chung là nó sẽ vẫn có một mẫu số chung. Nhưng nếu các bạn dùng MAX, đôi khi chúng ta phải lốt lại, phải chỉnh lại, phải sửa lại, đúng không ạ? Đặt mất thời gian. Nhưng với Revit thì khác. Thứ hai nữa, đó là do khi chúng ta mà làm việc trên nhiều file với nhau ấy, thì bản thân chúng ta rất khó để có thể so sánh và rất mất nhiều thời gian để so sánh. Bởi vì rõ ràng là do hai file nó không được liên kết với nhau nên cái việc so sánh giữa cái anh A và anh B cực kỳ khó nhau. Đấy, được chưa? Thì như vậy các bạn thấy là cái công việc thiết kế chúng ta vừa phải làm nhiều phương án này, vừa phải tận dụng tài nguyên tối đa của các những phương án với nhau này, vừa phải so sánh nó, thì nếu mà làm phương pháp cũ rất là vất vả. Nhưng với Revit thì ngược lại. Revit ấy nó cho phép các bạn, đó là các bạn có thể làm n phương án trên một file. Các bạn thấy này, ví dụ công trình của mình hiện tại, các bài học của chúng ta sắp, các bạn sắp học đây, chúng ta sẽ cùng học về làm hai phương án trong cùng một file. Rồi các bạn thấy chúng ta có một mặt bằng này và chúng ta có một mặt bằng thứ hai đây. Đây. Đấy. Hai phương án trên cùng một file. Đấy. Bạn thấy không? Mặt bằng này, ví dụ 3D nhá. Đây, 3D. Option 1, phương án 1. Đấy, được chưa? Phương án 2 đây. Đấy. Bạn thấy chưa? Đấy, hay là ngoài ra nó sẽ có những cái thứ khác, ví dụ như này. Nói với cái khoản dựng hình ấy thì nó rất là nhanh rồi, bởi vì nó cùng một file, nó tận dụng được các từ tài nguyên của nhau rồi thì ok, không phải nói các bạn cái này có thể dễ đoán ra rồi. Nhưng cái nhanh của nó nữa, ví dụ như nó có thể ví dụ như so sánh nhé, chúng ta có thể thống kê trên cùng một file. Đây. Option 2, option 1. Giá thành. Đấy. 100 bao nhiêu, 71 triệu đây. Đấy, 111 triệu đây. Và nó so sánh trên cùng một file nên các bạn chỉ cần tạo ra một cái tiêu chuẩn thôi. Chúng ta chỉ cần tạo bạn muốn so sánh cái gì. Sau đấy các bạn áp vào cả hai phương án, nó chạy một cách tự động ra cho bạn. Đấy, được chưa? Và còn rất rất nhiều thứ nữa, đặc biệt là riêng đến cái khoản chúng ta làm việc ấy, thì những cái tận dụng các tài nguyên, các cái tiêu chuẩn, ví dụ các bạn thấy là những cái view này ấy, các bạn thấy không, nó có các cái tiêu chuẩn hiển thị là khá giống nhau đấy, các bạn thấy không nhỉ, nó rất rất là giống nhau đấy, thì chúng ta không phải mất nhiều thời gian chúng ta thiết lập và chúng ta có thể có một cái tiêu chuẩn chúng ta áp vào các phương án và nó cứ ra tự động rồi bạn. Nó giúp các bạn tăng tốc độ làm việc chính xác hơn, hiệu quả hơn và tối ưu hơn rất là nhiều. Và đây chính là cái sức mạnh ấy
mà người ta nói nhiều đến Revit. Người ta, các cái doanh nghiệp họ khao khát Revit và BIM, chứ không phải là cái khả năng tạo ra một cái mô hình và tạo ra các bản vẽ. Nếu các bạn sử dụng Revit một cách thông thường, các bạn dựng con đỉnh lên thì cũng ok. Nhưng nếu các bạn có thể tận dụng nó để có thể một lúc làm nhiều phương án thì các bạn mới thực sự là một người thiết kế giỏi, thiết kế mạnh, mạnh mẽ. Và với bản thân công việc của mình như này, với cái dự án này, như mình nói đây là một dự án thật mà mình đang làm. Và gần như mỗi tuần mình họp 1 đến 2 lần. Và mỗi lần mình luôn luôn có 2 đến 3 phương án. Khi nào cũng vậy, thay đổi phương án liên tục. Mình làm việc trực tiếp với chủ đầu tư, họ thay đổi liên tục. Sếp của mình là chủ đầu tư luôn. Và nhờ những công cụ này thì mình luôn luôn đáp ứng được các cái khối lượng công việc một cách là dần dần như vậy. Còn nếu thực sự nếu mà người bình thường làm phương pháp cũ hay là sử dụng Revit một cách đơn thuần ấy, thì các bạn chảy bờ hơi tai luôn, mình nói thật. Và mình mong trong khóa học này mình có thể giúp các bạn có thể làm chủ được các cái công cụ và các cái tư duy để các bạn làm việc một cách nhanh chóng và hiệu quả. Do vậy cái khóa học của mình mới là thiết kế chuyên nghiệp với Revit, chứ không phải là dựng hình Revit hay là trình diễn gì với Revit cả. Được chưa? Khóa học này dành riêng cho những người thiết kế các bạn nhé. Và các bạn trong các bài học sau thì các bạn sẽ được mình hướng dẫn để sử dụng các công cụ này một cách tốt nhất. Có thể trong cái nội dung khóa học mình không có đủ thời lượng để có thể nói hết được với tất cả các bạn, nhưng mình tin rằng những cái bài học sau này, các bạn học sau học đây, nó sẽ tạo các bạn một cái nền tảng rất là vững chắc để có thể sử dụng Revit phục vụ công việc các bạn một cách rất hiệu quả. Và nếu có bất cứ cái thắc mắc gì hoặc có vấn đề gì, các bạn hãy vui lòng liên hệ với mình luôn sẵn sàng chia sẻ, giao lưu và đóng góp các bạn. Chúng ta sẽ cùng làm việc trong một cái cộng đồng Revit BIM mạnh mẽ. Như vậy trong bài học ngày hôm nay thì mình đã giới thiệu cho bạn về công cụ Design Option trong Revit và các sức mạnh của Design Option. Mình chỉ nói rất là qua thôi, bởi vì nói thực sự mà nói thì nó quá mạnh mẽ để chúng ta có thể tưởng tượng hết được. Và mình thì sẽ cố gắng là giới thiệu cho bạn trong các video sau. Và hãy cố gắng học thật tốt các bài học này các bạn nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.